Rồi, như vậy thì chúng ta nói sơ về cái chương này một xíu ha. Nó nội dung trong chương này chúng ta sẽ nói về mảng dữ liệu, giới thiệu về cách thức truy xuất thay đổi, truy xuất các phần tử trong mảng, kiểm tra một phần tử có thuộc trong mảng hay không. Bạn sẽ có thể truy xuất thay đổi, kiểm tra mảng. Rồi, chúng ta sẽ nhắc lại là tại sao, quan trọng nhất là tại sao chúng ta phải dùng mảng. Tại sao chúng ta phải dùng mảng? Khi cần khai báo, ví dụ bạn cần lưu trữ một cái giá trị đó, ví dụ bạn cần lưu trữ một số nguyên, bạn cần lưu trữ một số nguyên, thì bạn tạo ra một biến, bạn cần một biến kiểu y. Ví dụ bạn cần lưu trữ 50 cái biến kiểu số kiểu y, thì bạn sẽ tạo ra 50 cái biến kiểu y đó. Như vậy thì việc mỗi lần bạn cần dùng đến nó thì bạn truy xuất bạn quên mất là bạn cần truy xuất nào. Thì cung ngữ lập trình C siêu tổng nó cung cấp cho bạn một cái khái niệm gọi là mảng. Mảng nghĩa là gì? Khi bạn cần lưu trữ một dải nhiều phần tử nó có cùng kiểu dữ liệu với nhau. Khi cần lưu trữ nhiều phần tử cùng kiểu dữ liệu với nhau thì bạn sẽ cần sử dụng đến mảng. Mảng là dùng để làm gì? Lưu trữ nhiều phần tử cùng kiểu dữ liệu khác giống nhau. Khi nó lưu như vậy vào trên máy tính thì nó sẽ lưu ở trên ổ nhớ là gì? Các phần tử được lưu trên ổ nhớ nằm liền kề với nhau luôn. Mình ví dụ ha. Mình cần lưu 10 cái giá trị kiểu số nguyên. Vậy thì mình sẽ tạo ra một cái biến, đặt tên cái mảng đó tên là A. Mảng đó là mảng kiểu số nguyên. Vậy thì nó sẽ tạo ra một cái vùng nhớ có thể chứa được 10 cái phần tử số nguyên này nằm liền kề nhau luôn. Như vậy khi mình khai báo là một mảng thì nó sẽ cấp cho mình số nguyên, thì sẽ cấp được cho 23 nằm liền kề nhau từ 0, ví dụ biên từ 0 thì 0 cho đến 20. Như vậy nhắc đến mảng là nhắc đến điều gì? Khái niệm quan trọng nhất là cần lưu trữ những phần tử cùng kiểu dữ liệu. Các phần tử này sẽ được lưu như thế nào? Nằm lưu trên ổ nhớ cùng cái nằm liền kề nhau trên ổ nhớ. Các bạn sẽ nắm cái nút này để làm gì? Các bạn có thể tạo ra một mảng kiểu cấu trúc, một mảng kiểu ký tự, một mảng kiểu con trỏ. Khái niệm đầu tiên về mảng rất quan trọng ha. Rồi nói đến mảng thì chúng ta sẽ nói cái gì? Mảng nó sẽ có tên của mảng. Chúng ta thay vì chúng ta đặt tên 50 biến, ví dụ chúng ta tạo ra 50 biến thì chúng ta sẽ tạo ra một mảng có 50 ô nhớ chứa 50 biến đó. Và mỗi ô như vậy thì sẽ cần có cái quan trọng nhất là chỉ mục, tức là cái số nguyên. Bạn sẽ cần mảng, ví dụ như mình cần lưu trữ 10 cái giá trị kiểu số nguyên trong mảng A này. Vậy thì mình sẽ đánh cái số mảng đó đi từ 0 cho đến 9, nhắc đến 0 tức là nói đến phần tử đầu tiên trong mảng, nhắc đến 1 chỉ số 1 nhắc đến phần tử thứ hai trong mảng, nhắc đến 3 nhắc đến phần tử kiểu số 4 trong mảng. Và luôn luôn tên mảng có cái chỉ số đi kèm và có cái mặt vuông. Rồi ví dụ cần lưu trữ, tôi cần sử dụng tạo ra một mảng có 5 phần tử. Vậy thì cấu pháp là kiểu dữ liệu của mảng, tên của mảng và số lượng phần tử cần tạo. Ví dụ như tạo ra thiên A 5. Mảng là có dấu ngoặc nhỏ, quá dấu ngoặc vuông ở phía sau. Tên của mảng, kiểu dữ liệu của mảng. Biến thì chỉ có kiểu dữ liệu, tên biến. Mảng thì có kiểu dữ liệu, tên mảng. Hàm thì có gì? Kiểu dữ liệu của hàm. Có đối số trở về hay không? Tên hàm. Mảng thì hơn biến ở chỗ nào? Nó có cái dấu ngoặc vuông và con số ở đằng sau. Hàm thì có gì? Có dấu ngoặc tròn ở đằng sau tên hàm và tham số bên trong. Vuông là mảng, rồi tròn lại là hàm. Và luôn luôn nhớ mảng thì sẽ có chỉ số 0, bắt đầu từ 0, 1, 2, 3, 4. Khi nói đến A0 là đang truy cập phần tử đầu tiên, A1 là đang truy cập phần tử thứ hai, A3 truy cập phần tử thứ ba. Vậy thì mình ví dụ ha,
À, mình ví dụ sao? Rồi trước khi ví dụ về mảng thì mình nhắc xíu ha. Vào đầu tiên một số bạn quên, thì đầu tiên đối với một ngôn ngữ lập trình C thì luôn luôn là các bạn nếu là C# 5.0 á thì luôn luôn include cái thư viện iOS chứ. 4.0 thì các bạn phải chấm h, không có thằng này. CP thì nếu 4 chấm thì sẽ chỉ cần vậy thôi là đủ. Nhưng đang chấm thì cái thằng này cái thư viện nhiều rồi, chấm h không đủ nên cần phải khai báo cái vùng không gian using name. Chúng ta sẽ giải thích cái phần này trong cái phần C.net ha. Rồi đó là cái phần thư viện và cái using name rồi, luôn luôn ha. Và gõ lập trình chưa cần gì hết, cứ include using name in main. In main là gì? Main là một hàm, hàm này là một chương trình phải bắt buộc phải có hàm main. Main thì phải có, hàm thì phải có kiểu trả về hay không phải trả về. Nếu như là void thì có đối số, không có đối số trả về. In thì phải có đối số trả về. Lúc đó nếu như không phải void thì phải có return. Return gì cũng được ha, tùy bạn. Còn bạn nào không thích chỗ này in, muốn ở đây void thì phải min gw cái thư viện này thì nó yêu cầu là thằng này. Nhưng nếu hoặc là NC thì các bạn sẽ sử dụng void, không cần return. Cái này thì kiến thức nói thêm để tránh bạn rối, thì bạn nào cần thì chút xíu nữa thì mình sẽ hướng dẫn để các bạn add cái thư viện đó nè. Còn không là như vậy là đủ. Vậy thì cứ vào viết lập trình C thì cứ load như CNumby in main return 1 xong rồi bắt đầu mới code ở giữa. Và lúc nãy chúng ta đang nói đến cái đoạn quay lại là mảng. Vậy tôi cần khai báo một mảng có 5 phần tử. Có thể bạn ghi mảng mảng A, in mảng. Mảng này có bao nhiêu phần tử? 5 phần tử, kiểu số nguyên. Rồi như vậy tôi cần khai báo 5 phần tử cho mảng. Vậy thì tương đối tương ứng với cái vùng như vậy thì nó sẽ tạo ra trên vùng nhớ 5 cái vùng nhớ cho bạn nằm liền kề nha. Nha. Rồi, nếu như bạn muốn lưu trữ những cái kiểu số thực vậy thì bạn loss kiểu số thực. Bạn lưu trữ một mảng 5 ký tự kiểu chuỗi thì tra khác nhau là cái gì? Khi bạn khai báo kiểu dữ liệu tên mảng in mảng thì nó tạo ra 5 phần tử kiểu mảng, mỗi phần tử chiếm 2 byte. Chỉ cần bạn khai báo là bạn có thể khi bạn sử dụng nó là nó sẽ chương trình chạy luôn. Gia số SP luôn ạ. 5 vùng nhớ, mỗi vùng nhớ 2 byte là bạn chỉ cần khai báo là mất 10 byte. Hầu không? Kiểu số thực là 40 là 4 byte thì 5 phần tử là 20 byte. Kiểu tra là 1 byte, 5 phần tử là 5 byte. À, có nghĩa là mỗi một ký tự là sẽ chứa một byte đó. Nè. Ví dụ như là tra thì sẽ chứa ở đây là 3 thì sẽ chứa được ký 5 phần tử, 4 phần tử đi ví dụ vậy. Thì trong đây sẽ chứa được cái chữ gì? Là thuốc chết con mẹ đó. Nhưng mà là HU thì nó sẽ chiếm được 3 ký tự, nhưng chuỗi thì nó sẽ cần thêm một cái dấu xuyệt nữa. Có dấu kết thúc. Và cái đó thì mình sẽ nói trong phần chuỗi ha. Trong phần chuỗi mình sẽ nói lại. Tạm thời nếu nó nói luôn luôn là khai báo chuỗi là các bạn sẽ tốn thêm một phần tử đằng sau, một cái ký tự đằng sau là để kết thúc chuỗi. Nó sẽ là luôn trong đó là xuyệt N đó. Nên nó mất chuỗi để lưu chuỗi LU thì nó sẽ chiếm 4 vùng nhớ. Rồi vậy là chúng ta khai báo mảng thì chỉ cần kiểu dữ liệu của mảng, kiểu dữ liệu ha, kiểu dữ liệu đó. Rồi đến tên của mảng, rồi đến dấu ngoặc, số phần tử mà bạn cần dùng. Như vậy là ở đây là bạn khai báo xong kiểu dữ liệu mảng. Đây. Khai báo xong, cần truy xuất mảng. À. Bạn cần gán mảng. Bạn có thể một là bạn có thể khai báo mảng rồi bạn nhập dữ liệu vào. Hai là bạn có thể khai báo xong bạn gán vào luôn. Bằng cách nào? Bạn
mở ngoặc thấy không, một hai ba bốn, ví dụ vậy. Khai báo mảng thì bạn có hai cách, dùng void, dùng cái dùng cái hàm nhập để nhập dữ liệu vào, tức là dùng một vòng lặp để nhập dữ liệu vào, hay là bạn gắn trực tiếp như vậy. Và bạn điền con số mà bạn muốn bốn phần tử thì bạn điền vào đây. Được chỗ này không ạ? Và đưa vậy khi bạn muốn truy xuất mảng thì bạn sẽ nhớ ở đây mảng có bốn phần tử, tạo ra một mảng có bốn phần tử, bạn gắn vào là 1 2 3 4 thì tương ứng với A0 là 1, A1 mảng 1 là 2. Mảng 0 là 1, mảng 1 là 2, mảng 3, mảng 2 là 3, mảng 3 là 4. Và bạn muốn truy xuất cái phần tử nào trong mảng thì bạn chỉ việc là gọi tên đó thôi. Tên của này là mảng là gì? Tên là mảng. Phần tử thứ bao nhiêu? Phần tử thứ bao nhiêu ạ? Phần tử thứ, ví dụ cần xuất mảng tử thứ thứ nhất trong mảng đi. Thì khi chúng ta xuất nha, thì chúng ta chỉ việc xuất ra thì nó sẽ ra lấy cái phần tử thì bạn ghi A0. Rồi, nó đang có báo một cái lỗi gì đó. Mà đợi mình xíu ha. Rồi, nó đang báo lỗi chỗ này rồi. Không cho phép truy xuất ngay đúng không ạ? Dữ. Anh nhầm một xíu. Rồi như vậy thì khi bạn có, bạn muốn khai báo mảng mà bạn gán giá trị vào, bạn gán giá trị vào trong ngôn ngữ lập trình C thì bạn cần phải có thêm dấu bậc, và tới lúc đó thì gán 1, 2, 3, 4 nha. Rồi lúc đó mày lướt con. Khi bạn gán vào in mảng 4 bằng 1, 2, 3, 4, tức là bạn đang gán giá trị. Tùy vào chương trình ha, chương trình sinh tháp thì các bạn không cần phải dấu bằng nhưng mà nó lại là đạo kiểu khác. Nhưng mà trong C, ngôn ngữ lập trình C, C cộng thì bạn cần có dấu bằng này và bạn gán vào. Khi đó bạn muốn truy xuất phần tử nào thì bạn chỉ việc gán mảng không à, như vậy là xuất ra được. Bạn muốn truy xuất mảng cái phần tử số bao nhiêu thì bạn chỉ cần tính cái chỉ số của nó, ví dụ 0, 1, 2, 3. Bạn muốn xuất ra phần tử thứ 3 thì tên mảng trong dấu ngoặc nhỏ vuông hoặc vuông các bạn điền vào cái chỉ số. Chỉ số luôn luôn là một số nguyên. Và bạn xuất ra ra được. Tại sao mà không tốt biết là bắn AD đó luôn? Nhưng nếu bây giờ bạn nói là bạn có thể lúc nào có, bạn có thể không nhớ bạn sẽ sử dụng bao nhiêu phần tử thì bạn có thể điền hoặc không điền ở chỗ này. Nếu bạn gán, nếu bạn không sử dụng, lưu ý chỗ này ha. Nếu bạn không gán, bạn muốn sử dụng bao nhiêu phần tử thì bạn điền vào. Nhưng nếu bạn sử dụng phép gán, tức là bạn gán dữ liệu vào trong cái khi mà tạo thì nó sẽ tùy số lượng phần tử bạn gán, nó tạo một vùng nhớ luôn. Thì lúc này bạn có thể không cần cái chỉ số bao nhiêu phần tử ha, thì chương trình nó dẫn chấp nhận được chỗ này ha. Đó là tạo khái niệm tạo mảng, khái niệm về mảng, tạo mảng và gán dữ liệu mảng, truy xuất mảng, truy xuất dựa vào cái chỉ số trong mảng. Rồi nhưng nếu bạn nói là bây giờ tôi không muốn truy xuất mà nhập từng giá trị vào, mà bạn có thể là khi mà bạn muốn bạn có thể ghi vào, bạn có thể làm như vậy, khai báo mảng xong bạn không muốn gán vào, bạn muốn gán từ từ bằng tay cũng được luôn. Hay là bạn gán mảng, mảng số 0 gán cho giá trị là 2, mảng số 1 giao u cái đâu hả mày giao u không, gán giá trị 3, mảng giá trị 2, gán giá trị 4, ở cái đầu ngon đó.
Mảng số 3 4, mảng số 3 thì bạn giá trị là 5, cho nên 5 cái phần cho 4 phần tử của mảng thì vẫn ok. À, dẫn xuất ra là dùng mảng không, ví dụ vậy. Bây giờ sẽ xuất hiện ra giá trị là 2. Nhưng mà trong thực tế thì người ta không dùng như vậy bởi vì nó lâu. Nên khi muốn nhập mà muốn xuất ra nhập một dải các phần tử. Bởi vì đây là một mảng có các phần tử nằm liền kề nhau trên ô nhớ. Do đó ta chỉ cần biết cái ô số nằm A0 thì ta biết được cái phần tử thứ hai nó nằm ở ô A1. À, A phần tử thứ ba nằm ở ô A3 thì ta có thể sử dụng là hết từ gió bắn chết mẹ đi thôi. Cộng là for n y bằng 0 y nhỏ hơn 4 y cộng cộng giống như lúc nãy chúng ta nói y dòng lập for để điền vào từng phần tử trong một ô nhớ nằm liền kề nhau chúng ta có điền cho mảng. Bởi vì tại sao ở đây dùng for mà không while hay do while? Bởi vì while do while là khi chúng ta muốn dòng lập mà ta biết dòng lập chúng ta không biết được cái số lần cho lần lập này. Cần mảng dùng for này tại sao mảng này có 4 phần tử ta sẽ lập 4 lần để chúng ta điền 4 con số vào. Đó là chúng ta biết số quá. Trước đúng khả năng cái số lần nào nên chúng ta dùng for. Nhưng mà các bạn dùng while do while được không? Vẫn được. À, vẫn được. Với điều kiện là while y nhỏ 4 thì chúng ta điền thôi. À, rồi. Cái nào? Chúng ta nhập dữ liệu. À, chúng ta muốn nhập dữ liệu cho cái mạng có 4 phần tử này. Chúng ta có thể là cin lệnh cin để nhập vào. Cin mạng. Ra mua mua mày. Y. Để là khi cin y bằng 0 thì nó xuất hiện chỗ này là mảng 0 để chúng ta nhập dữ liệu vào. Y bằng 1 thì xuất hiện mảng 1 để chúng ta nhập vào. Cho đến khi nào y nó tăng lên là 3 thì nó lại nhập phần tử cuối cùng rồi y tăng lên là 4 thì là đã nhập xong 4 phần tử. Dừng lại. Chúng ta thể thử ha. Bởi vì đằng sau for chỉ có một lệnh một hành động. Do đó ta chỉ không cần phải dấu ngoặc. 1 2 3 4. Vậy là chúng ta có thể nhập được dữ liệu. Dư cái dòng cuối cùng là để see out cái phần tử số 0 nè. Nhưng mà nhập như vậy thì nếu chúng bài toán chúng ta dài chúng ta không xuất hiện gì hết thì nhiều khi chúng ta quên. Do đó mỗi lần muốn nhập phần tử nào thì có thêm một cái câu gợi ý see out. Ví dụ như là yêu cầu nhập A ở vị trí thứ y chẳng hạn vậy. À. Thì lúc này chúng ta muốn mỗi lần là muốn chúng ta nhập yêu cầu chúng ta nhập thì xuất hiện cái phần tử thứ bao nhiêu để chúng ta biết A thứ mấy thì chúng ta biết chúng ta nhập vào. Thì lúc này có hai hành động xảy ra. Đằng dưới for thì chúng ta có ngoặc nhỏ. Nhưng bình thường các bạn nếu mà các bạn không đặt biết là khi nào có hay không thì lúc nào cũng có ngoặc cũng được, không vấn đề. Rồi chúng ta lá lại ha, nằm lại ha. Các bạn sẽ thấy nè. Khi xuất ra là A0, nó sẽ xuất ra không để chúng ta nhập vào. A1 nhập vào, A2 nhập vào. Chúng ta sẽ dễ thấy hơn. Đúng không ạ? À, chứ thực tế là chỉ cần dòng lập này, dòng lập for và cái sin là đủ rồi. Là đã có thể truy xuất để nhập mảng rồi. Được chỗ này không? Được chỗ này không ạ? Rồi muốn xuất ra thì sao? Muốn xuất ra xong thì chúng ta cũng xuất tất cả các phần tử trong mảng. Thì chúng ta chỉ cần cho biết cái phần tử đầu tiên. A thứ không? Chúng ta sẽ biết được cái ô nhớ của A1, A2, A3, A4 rồi. À, vậy thì muốn xuất nó ra ta chỉ cần một dòng lập thôi. À, một cái dòng lệnh thôi là lệnh xuất ra, xuất cái mảng tên là AI. À. Vậy thì đối với lệnh nhập cái hàm nhập chỉ có đây là hàm nhập ha, hàm xuất ha. Hàm xuất, đây là hàm nhập. À, các bạn sẽ thấy là chúng ta nhập vào là 3, 6, 9, 12, 13, 12, 4 phần tử, 3, 6, 9, 12 là nó đã xuất ra rồi. Nếu các bạn muốn đẹp hơn tí thì chỗ này các bạn thêm cái dấu xuyệt tê đằng sau. Hoặc là đằng trước thì tùy bạn, kiểu nãy là có một số bạn hỏi xuyệt tê. Tê là cái gì? Cách ra không phải. À, lúc này thì các bạn sẽ thấy nhập vào 3, 4, 5, 6. Được ha? Được chỗ này không? Đó là truy xuất mảng, nhập mảng và xuất mảng.
Có nhanh quá không? Hơi mờ hả? Rồi, được chỗ này không ạ? À? Mình có trên Kingdom á, các bạn có thể xem trên đó. À, hoặc là nhìn trên đây, sao đây? Là không không xuất ra được hả? À. Rồi rồi, chút xíu nữa mình xuất cho mấy bạn xem. Đây, trước mắt chỗ này. À, bây giờ mình thử nha, xuất kết quả. Rồi mình sẽ share lại cái màn hình mới. Mà các bạn sẽ thấy ha, thấy được không ạ? 5, 6, 7, 8 à, sẽ xuất ra. À, thực ra cái à, thực ra cái phần mà nên thực ra cái phần này chỉ cái xuyệt tê ở dưới chỉ là đẹp thôi. Bạn nào không muốn thì có thể bỏ không sao hết. À, phần này là bỏ được. Nhưng mà lúc đó thì các con số nó sẽ sát nhau, các bạn sẽ khó thấy. Được chỗ này không ạ? À? À, như vậy thì truy xuất mảng là chúng ta chỉ cần tên mảng và chỉ số trong mảng là được. Nhưng rồi, các bạn nói cứ mỗi lần tôi muốn đổi, tôi muốn nhập 5 phần tử. Tôi nhập 5 phần tử, tôi lại phải sửa ở đây nào. Vậy thì mất công. Rồi muốn nhập 10 thì sao? Sửa lại. Vậy thì mất công. Do đó các bạn có thể khai báo một cái biến n. Cách thứ nhất, bạn có thể cho n bằng 5, sau đó đổi những cái chỗ này lại là n. Khi nhập thì nó sẽ chạy từ 1 đến 5. Rồi bạn có thể là 6, thì chỉ việc 6 đi, đổi một lần thôi. Được mà. Nhưng bây giờ bạn muốn không muốn đổi luôn. Bây giờ bạn muốn dùng phép gán. À, bạn muốn dùng phép gán. Phép gán thì không cần cái này. Bạn muốn dùng phép gán có dấu bàn. À, lúc nãy mình còn nhớ cái hàng sinh sát. Đây có lớp sinh sát này mình quên mất cái vụ dấu bàn khi nhớ đấy nữa. Ví dụ 1 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ có đến 6 phần tử mà mình không muốn, cái mình phải mỗi lần làm điền cái thằng này cho nó mệt cũng được luôn. Mình sẽ sử dụng câu lệnh sai out. Ai xin lỗi, sai ở để làm gì? Tôi tính kích thước của cái mảng này là bao nhiêu phần tử. Mảng này khi tôi khai báo in mảng, tôi gán dữ liệu vào. Như vậy cái mảng này đã cấp phép tất cả 6 phần tử là 12 byte cho nó. Như vậy kích thước của cái hàng này n sẽ là 12. Chúng ta sẽ thử ha, giao n. Các bạn sẽ thấy là à, trong đối với cái trong cái máy của mình đang là cái 32 64 bit, cho nó nhận diện kiểu in là 4 byte. À, do đó là 4 byte 6 này, 6 phần tử là nó sẽ ra 24 byte. Ra n bằng 24. Nè. Rồi, như vậy thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè, tùy theo ha, tùy theo cái trên cái máy tính của chúng ta thì cái kiểu số nguyên khi các cái chương trình nó cài vào 64 bit hay 32 bit thì nó là kiểu nguyên sẽ là 2 hay là 4, 2, 4, 3. À, ở đây đang nhận diện là 4, 3, cực loa. Và các bạn muốn biết thì các bạn chỉ việc gửi sai ở mảng mà các nó tính ra được. Và bây giờ các bạn muốn, à như vậy cái mảng này nè, nó đang chứa 24 byte, tôi muốn biết nó có bao nhiêu phần tử để tôi chạy từ phần tử 1 trong đó tôi nhập. Thì bạn sẽ thêm một cái dép chuyên nguyên sai ở kiểu in, mảng này là kiểu in, mảng này là kiểu in. Do đó sai ở nó sẽ ra là 6. Bây giờ mỗi lần bạn muốn gán 8, 9, 10 gì cũng được hết. 8, 9, 10 gì cũng được hết. Nó đổi lên thì chúng ta không cần phải đổi nữa. Và lúc nào n cũng sẽ biết là nó sẽ tự động cập nhật lại là 8. Nhập vào là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chỗ này không ạ? À? À, mình dành cho mấy bạn ha. Khi nào chương trình nó chạy với cái lệnh này, đầu tiên mảng này có bao nhiêu phần tử chúng ta gán vào, sau đó chúng ta dùng cái lệnh size of mảng chia cho size of bin. Size of bin là tính kích thước của một biến chữ y. Một biến chữ y thì nó 43, ở đây là 43. À, trường cái các bạn dùng trên 32 bit các bạn sẽ thấy nó còn có hai bài, tùy theo cái phần mềm chúng ta cài trên đâu. Rồi size of mảng mà tính kích thước của nguyên cái mảng này là bao nhiêu, lấy cái nguyên cái này chia cho cái size of bin sẽ ra được cái số phần tử trong đó. Như vậy mỗi lần chúng ta làm, chúng ta không cần phải nhập thay đổi cái n. Được chỗ này không ạ? À? Chỗ này có ai không hiểu không?
Sai hợp, đó là câu lệnh dùng để tính kích thước của một kiểu dữ liệu, một biến trong đó. Các bạn ghi ở đây là mảng, là kích thước của mảng, kích thước của biến. Được chỗ này không ạ? Được chỗ này không? Đồng bào còn nghe tôi nói không? Các chế chứ, còn ở dưới thì sao? À, luôn luôn lắng nghe ha, nhưng mà chưa có thấu hiểu ha. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần nhập xuất gán truy xuất phần tử, à thay đổi phần tử trong mảng. Đây, chúng ta sẽ xem trong bài giảng cần nói thêm cái vấn đề gì nữa. À, đây là ví dụ để cho thấy là sử dụng. À, còn cái hàm random thì các bạn dùng hàm random để đang tạo số ngẫu nhiên trong mảng. À, sử dụng hàm này thì dùng stdlib, nhưng mà các bạn cứ cần ôn cái phần nhập xuất trước cái đã. À, được chỗ này không ạ? Sao em? Có vấn đề gì không? À, như vậy đó là nhập mảng, xuất mảng, truy xuất mảng. À, dùng hàm share. Được chỗ này không? Được ha. Rồi, bài tập ở chương này hôm trước mình để cho các bạn làm thì gồm có, trước khi các bạn làm bài tập chứa chương ở trong đó thì trong cái có cái phần gọi là bài tập chương số 1, hoặc là trong cái phần CT13 thì có cái phần bài tập ha. Các bạn sẽ chút xíu nữa sau khi chúng ta làm cái Kahoot thì các bạn sẽ làm cái trắc nghiệm và hoàn thành cái phần 1 và bài 2 này. Được chỗ này không ạ? À, lúc